em muốn nói gì thì nói đi. Nếu không có việc gì. Thì anh ra với mọi người đây. Đẹp trai có gì sai? Diễn viên Tuấn Tú thừa nhận sự đẹp trai 10 điểm đã mang lại những may mắn trong sự nghiệp của mình. Em chỉ muốn sở hữu anh thôi. Đúng, rõ ràng là từ đầu tiên là phải từ ngoại hình. Bởi vì Tú được vào người mẫu là phải có ngoại hình, ngoại hình rồi. vì nghe đó thì phải có chiều cao, phải có hình thể đẹp thì mới vào người mẫu được đấy nhưng mà tú nghĩ rằng nếu như mình cứ mãi mãi cái cơ thể của mình ra ăn như thế này mà nó không có những cái bước tiến nữa ở trong nghề nghệ thuật thì nó sẽ chỉ là một bình hoa di động thôi thì tú sợ là cái nghề người mẫu sẽ không thỏa mãn được cái đam mê nghệ thuật của tú tú nói thật có nhiều đêm tú nằm suy nghĩ ngày đó mình đang làm người mẫu rồi cũng bắt đầu cũng có tiếng tăng một chút nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà cứ thế này mãi thì cứ phải chờ đợi cái là phải chờ đợi những nhà thiết kế khi nào họ có một bộ sưu tập mới chứ, bởi vì là thực ra thì ngày xưa thì bộ sưu tập nó không nhiều như bây giờ đâu, không nhiều nhà thiết kế như bây giờ, chỉ có vài anh thôi. Thế cho nên là mà làm đồ nam lại càng ít. Thế cho nên tú bảo đến cứ chờ đợi như thế này thì đến bao giờ mình mới được thỏa mãn. Cho nên là tú mới nghĩ rằng thôi thế thì mình học diễn viên, bởi vì diễn viên cũng là cái nghề mà cần phải thanh sắc, cần phải hình thể đẹp và mình cũng có một giọng nói chuẩn. Chứ, chứ không bị nói ngọng hay là cái gì cả thì mình sẽ đi thử với nghề đó và tú đã đi thi vào trường sân khấu điện ảnh và tú đã đỗ à, và đến năm nửa năm học kỳ thứ hai thì là tú đã đóng cái bộ phim nhựa phim vai chính đầu tiên trong cuộc đời của mình đấy là phim đường thư của đạo diễn bùi tuấn dũng ấy thì cái bộ phim đấy cũng được đề cử bông sen vàng tú cũng được đề cử giải nam diễn viên trẻ xuất sắc ừ. thì đấy là một cái điều mà tú nghĩ là bước vào đời như thế là tú đã có đầy đủ cái sự may mắn rồi ừ. bởi vì nếu không thì không bao giờ bởi vì ngày xưa ấy cả hãng phim truyện một cũng như hãng phim truyện Việt Nam ấy một năm chỉ có một phim thôi ừ. mà tự nhiên mình được vào một cái vai chính như vậy thì đấy là một cái điều cực kỳ là khó ngày xưa thật sự để mà một diễn viên được đóng một cái vai chính của một, một bộ phim nhựa đấy là một điều mơ ước có những người làm nghề cả đời cũng chưa chắc đã có ừ. cho nên tú là người người tú khẳng định là một người may mắn và từ hình thể tú mới có được cái sự may mắn đấy ờ, nhưng mà khi mình làm thì mình phải cố gắng là đương nhiên rồi và phải chớp được cái cơ hội đó thì tú nghĩ rằng tú cũng là người cũng đã, đã 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 biến cái cơ hội đó trở thành một cái gì đấy cho bản thân à, và và cũng đã tạo được cái sức hút cho riêng bản thân mình à, và cái bộ phim đầu đầu đời đấy của mình ấy, cũng làm cái bộ phim mà tôi nghĩ là Tú cũng đã cố gắng hết sức rồi mặc dù ngày đấy cát c rất là thấp nhưng mà Tú vẫn nghĩ rằng cái bộ phim đấy là bộ phim mà mình đã cống hiến nhiều nhất, cố gắng nhất, nguy hiểm nhất đấy là bộ là chính là bộ phim đường thư bộ phim đầu tiên mọi người lại có nhiều những cái đôi khi là gọi định kiến một chút là những người mẫu nam là những cái bình hoa di động nó không có gọi là sự đôi khi gọi là sự tôn trọng đúng không ạ? Anh có nghĩ như thế không ạ? Cái nghề người mẫu ấy nếu như ở nước ngoài ấy, thì sẽ tốt hơn bởi vì họ có nhiều sâu diễn họ có nhiều sâu diễn đẳng cấp họ có nhiều nhà thiết kế họ có có đủ những cái công nghệ phụ trợ cho họ những cái chương trình ngày xưa ấy, là chúng ta là chỉ có lên một sàn diễn diễn xong là về, cùng lắm là được lưu lại vài bức ảnh để đăng báo đúng không ạ? À, đó là cái thời điểm của tuấn tú làm. Còn bây giờ ấy, nếu như làm một người mẫu bây giờ nó sẽ không còn là một bình hoa di động nữa bởi vì nó có rất nhiều các chương trình phụ trợ xung quanh đó như next top model rồi rất nhiều các chương trình về người mẫu và họ đã phải thể hiện rất là nhiều thứ. Đấy, ví dụ như là để vào thi một chương trình đấy thì người mẫu ngoài việc à, biết diễn à, trên sân khấu ra thì còn phải tập như thế nào rồi họ ăn uống ra làm sao rồi à, họ diễn xuất như thế nào rồi đủ thứ đúng không ạ để làm thành một cuộc thi rất là hay và hành những cái game show truyền hình rất là hay thì thì người mẫu bây giờ họ có đất phát triển hơn với thời của tuấn tú ngày xưa ngày xưa không 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 có cái đó và cái sâu diễn của nam giới lại càng ít hơn. Đấy, bây giờ thì sẽ nhiều nhà thiết kế dành cho phái nam hơn à, rồi thời trang nam cũng được để ý hơn bởi vì bây giờ đàn ông ra đường ăn mặc cũng điệu hơn và đẹp hơn đúng không? Còn ngày xưa thì rất là ít những cái thời trang mà tuấn tú diễn ngày đó rất là khó ứng dụng ra ngoài đường được là bởi vì sao bởi vì thực ra là thời điểm đó thì người dân của chúng ta ăn mặc rất là là bình dân, rất là bình thường. À, họ cố gắng ăn mặc những cái mổ nhất đi làm thì chỉ có những cái đồ rất nhất định thôi. Đấy cho nên là kinh tế cũng chưa phát triển, cho nên cái cái phái nam nó nó rất là khó như vậy. Cho nên là ngày xưa bọn tú có ngồi nói với nhau là đời bình hoa di động là như thế. Ừ. Chứ còn bây giờ mình nhìn lại với cái hành trình bây giờ của của thời trang bây giờ ấy, với những nhà tạo mẫu này rồi với những nhà với những người mẫu bây giờ thì hoàn toàn họ khác rồi. Và đến bây giờ thì những người mẫu họ cũng vẫn đang lấn sân sang các ngành nghề khác đấy chứ họ vẫn đang đi đóng phim đấy chứ họ vẫn đi dẫn chương trình đấy chứ kể cả hoa hậu cũng vậy thì đó là một cái tôi nghĩ rằng tú cũng là một trong những người dám bước ra khỏi cái việc là chúng ta định hình mình ở một vị trí à, khi mà tuấn tú dám bước ra như vậy ngày xưa ít lắm ngày xưa các anh các chị thường chỉ làm một nghề đấy thôi nhưng tú dám bước ra tú không sợ bởi vì sao bởi vì tú nghĩ rằng nếu như mình không thử thì mình sẽ không bao giờ biết là mình có khả năng đó không và tú đã làm và tú cũng đã chứng minh được cho mọi người làm và tú làm được thời điểm hiện tại rồi thì mình là một ông bố này một người có gia đình à, cái gia đình nhỏ của mình hiện tại là đóng góp cũng như là ảnh hưởng như thế nào đến với cái công việc cũng như là sự nghiệp của mình sau một cái quãng thời gian 7 năm thì bây giờ Tú lại được làm ông bố bỉm sữa ừ. và đang rất hạnh phúc với điều đấy. Là bé à. thứ hai, bé thứ hai. Ừ. À, và Tú thì cái năm vừa rồi là một cái năm rất là may mắn với Tuấn Tú khi mà vợ Tuấn Tú đã sinh ra một cậu con trai nữa cho Tú à, và bây giờ thì bé được 6 hơn 6 tháng tuổi rồi. <laughs> thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là điều hạnh phúc nhất trong cái năm năm vừa qua à, bởi vì sau một cái thời gian 7 năm mình không làm bố bìm sữa nữa mình bắt đầu quên mình bắt đầu thấy 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 rằng cậu kia bắt đầu lớn rồi bắt đầu xa cách bố hơn xa cách mẹ hơn theo cái kiểu như ngày xưa thì bây giờ lại có một một tiếng khóc trẻ thơ ở nhà à, thay bìm thay sữa. bìm sữa bắt đầu lại lại trở lại một cái cái công việc cũ à, tuy rằng bận hơn nhưng thực sự đấy là một cái niềm vui lớn của gia đình thì tôi nghĩ rằng à, à, cái gia đình ấy, với những người nghệ sĩ là một cái điểm tựa rất là quan trọng khi mà chúng ta cố gắng làm việc cố gắng làm phim làm nghệ thuật hay sáng tạo bất cứ một điều gì đấy thì đầu tiên chúng ta cái điều nghĩ đến đầu tiên của những người nghệ sĩ và đặc biệt là tuân tú tú chỉ nói riêng tuân tú thôi đó là gia đình bởi vì mình phải cố gắng thì uh, con mình mới có điều kiện tốt hơn uh, và gia đình mình sẽ 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 uh, sẽ sẽ tốt hơn uh, và mình cố gắng mọi thứ để mà mình chứng tỏ là ở uh, đây mình là một ông bố tốt mình sẽ trở thành một ông bố tốt mình sẽ uh, sẽ sẽ lo được cho các cháu nó như theo ý muốn của mình cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng uh, khi mà có gia đình là rồi để con ra uh, thì nó sẽ có gánh nặng nọ kia về tài chính nọ kia nhưng với Tuấn Tú thì ngược lại À, kể cả nếu như bây giờ được cho phép tú có thể đẻ một đứa nữa cũng không sao cả vì mình sẽ cố gắng hơn nữa thôi để mình cố gắng nuôi các cháu cho tốt hơn thì cái điều đó là cái điều hạnh phúc à, với những người làm cha làm mẹ thì được làm bố làm mẹ đó là một cái điều hạnh phúc và đẻ ra à, một đứa con à, mẹ tròn con vuông thì đó là đã một điều rất là hạnh phúc với tuấn tú rồi khi mà nhắc về vợ của anh tuấn tú tôi nghĩ là một người phụ nữ sẽ phải gọi là từ bản lĩnh ấy. <laughs> vì à, có một người chồng đẹp trai bảnh bao này, rồi làm những công việc mà sẽ tiếp xúc với rất nhiều những người đẹp, rất là nhiều những diễn viên nổi tiếng, có cơ hội được đi rất là nhiều nơi, thì dùng cái từ bản lĩnh của nó có đúng không ạ? Thực ra thì Tú nghĩ rằng với một người phụ nữ mà đã dám lấy những người nghệ sĩ làm chồng hoặc làm vợ thì người đó cũng đã phải có bản lĩnh rồi, đấy. À, bởi vì à, thực ra với cái để chưa nói đến cái việc mà phải chấp nhận cái việc là chồng hoặc vợ của mình phải tiếp xúc nhiều với giới đẹp Đấy, thì à, cái việc mà cái thời gian giờ giấc của những người nghệ sĩ nếu như một người à, làm công chức bình thường lấy một người nghệ sĩ thì đó đã là một bản lĩnh rồi bởi vì họ phải chia sẻ hoàn toàn thời gian của họ dành cho gia đình nhiều hơn à, như tuấn tú khi mà cái thời gian vợ tú mang bầu à, để sinh cháu thứ hai chẳng hạn tú đang làm bộ phim anh có phải đàn ông không của vfc thì cái thời gian đó tú đi suốt ngày bởi vì cái vai, vai của tú thì luôn luôn phải có mặt ở trường quay ừ gần như là tú không có mặt ở nhà thì ai là người sẽ giúp vợ tú làm việc nhà rồi có những khi phải nhờ hết người nọ người kia nhờ anh nhờ bố nhờ mẹ chở vợ đi khám rồi định kỳ đủ thứ thì cái cái điều bản lĩnh ở đây là gì mình thấy rằng khi họ chấp nhận được cái việc là người chồng người vợ của mình làm nghề nghệ sĩ thì họ đã phải chấp nhận rất nhiều thứ rồi ngoài cái việc đó ra cho nên à, tú thì tú luôn luôn cố gắng là chúng ta giữ một cái khoảng cách rất là um, an toàn với những người phụ nữ xung quanh chúng ta là đồng nghiệp ừ. để làm gì? để vì họ đã phải chịu cái áp lực về thời gian khi chồng vắng nhà rồi ừ. mà lại còn có cái 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 việc áp lực về những người phụ nữ đó đối với mình à. nữa. Có lo sợ không ạ? mỏi thật. Lo vợ, chứ? Vợ anh có bao giờ? Vợ tôi cũng có những lúc lo.